Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước vào ngày 25 tháng 10, chỉ số Dow Jones giảm 259,96 điểm, tương đương 0,61%, xuống 42.114,4 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 103,12 điểm, tương đương 0,56%, đạt kỷ lục là 18.518,61 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,74 điểm, tương ứng 0,03%, xuống 5.808,12 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ có tuần tăng thứ tư liên tiếp. Chỉ số đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,24% phiên chốt tuần lên 104,3 điểm. Đồng yên nhật giảm giá so với đồng đô la Mỹ, tỷ lệ quy đổi mới là 152,22 yên đổi 1 đô la Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,28% phiên chốt tuần lên 2.743,31 đô la Mỹ một ao giá vàng tương lai tăng 0,2% lên 2.754,6 đô la Mỹ một ảo. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent tăng 2,25% chốt tuần ở mức 76,05 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI tăng 2,27% lên mức 71,78 đô la Mỹ một thùng. Cả tuần, giá dầu Brent tăng 4% và giá dầu WTI tăng 3,7%. Động lực tăng chính của giá dầu trong tuần trước là tình hình địa chính trị ở Trung Đông còn căng thẳng. Tại thời điểm khảo sát vào sáng sớm nay ngày 28 tháng 10, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau. Giá vàng miếng SCC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cùng niêm yết ở mức mua vào là 87 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 89 triệu đồng một lượng, tranh lệch 2 triệu là 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhận 4 số 9 được công ty SGC niêm yết với giá mua vào là 87 triệu đồng một lượng, bán ra là 88,5 triệu đồng một lượng, chênh lệch 2 triệu là 1,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá nhận tròn 4 số 9 được Doji niêm yết ở mức 87,9 triệu đồng một lượng mua vào và 88,9 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch 2 triệu là 1 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước chốt tuần niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.255 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đô la Mỹ với tỷ giá sàn là 23.042 đồng 1 đô la Mỹ, còn tỷ giá trần là 25.467 đồng 1 đô la Mỹ. Vietcombank trước tuần niêm yết giá đô la Mỹ mua tiền mặt ở mức 25.167 đồng 1 đô la Mỹ, bán ra ở mức 25.467 đồng 1 đô la Mỹ. Việt Tin Banh công bố giá đô la Mỹ mua tiền mặt là 25.220 đồng một đô la Mỹ, bán ra ở mức 25.467 đồng một đô la Mỹ. BIDV niêm yết giá đô la Mỹ mua tiền mặt là 25.199 đồng một đô la Mỹ, bán ra ở mức 25.467 đồng một đô la Mỹ. Theo kết quả cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, trong số 9 nhà phân tích tham gia khảo sát, có 5 chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi hai chuyên gia khác cho rằng giá kim loại quý này sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại dự thái độ trung lập về triển vọng ngắn hạn của vàng. Còn trong tổng số 273 phiếu bầu được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến mới nhất của Kitco, có 126 nhà giao dịch kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vào tuần này, có 47 người kỳ vọng kim loại quý sẽ giảm, 40 nhà đầu tư còn lại cho rằng giá sẽ có xu hướng đi ngang. Nhìn vào diễn biến trên thị trường trong thời gian gần đây, giới chuyên gia cho rằng phần đông nhà đầu tư đang ngày càng tin vào xu hướng tăng dài hạn của vàng. Theo trưởng phòng chiến lược hàng hóa Ole Hansen của Sasobank, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ảnh hưởng đến động lực trên thị trường. Vị chuyên gia này lưu ý, vàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn để phòng ngừa những rủi ro trước thêm cuộc bầu cử tại Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh, dù kết quả cuộc bầu cử thế nào, những lo ngại về khoản nợ của Mỹ tiếp tục tăng cũng sẽ cung cấp lực đẩy cho vàng. Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 11.157,82 tỷ đồng, trong đó vốn BOT sấp xỉ 4.461,80 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính và từ ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã vận hành tạm thời. Tuy nhiên, hiện trường vẫn còn một số hạng mục phát sinh do địa phương yêu cầu ngoài hợp đồng, doanh nghiệp đã phối hợp các bên để xử lý. Ông Giáp Văn Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng, doanh nghiệp dự án cho biết, dự kiến cao tốc diện châu bãi vọt sẽ thu phí trong tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm chính thức thu phí phụ thuộc vào việc nghiệm thu của Bộ Giao thông Vận tải và được Bộ này phê duyệt. Thời gian thu phí trong 16 năm 6 tháng, tính từ thời điểm cơ quan chức năng cho phép thu phí. Ông Giáp Văn Bình cũng lưu ý, các phương tiện khi lên cao tốc phải mua thẻ thu phí không dừng. Các trạm thu phí hiện không thu tiền mặt, phương tiện nào chưa mua thẻ trả phí không dừng sẽ không đi đường cao tốc do đã có quy định của Nghị định số 32-2014-NDCP. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày 28 tháng 10 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.